everyone! Welcome back to our English lesson on VTV7. Chào mừng tất cả các em. Chào mừng các em đến với chương trình Tiếng Anh lớp 1 vui của kênh VTV7 Đài Truyền hình Việt Nam. Đến với chương trình, các em hãy hòa mình vào những giai điệu, con chữ và những bài học thật vui và bổ ích nhé. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chào hỏi hai người bạn đồng hành của chúng ta nào. Hello Billy. Hello. Hello Teacher Joe. Hi. How are you today? I'm good. And I'm good too. And kids, how are you today? Trong bài học của tiếng Anh lớp 1 vui ngày hôm nay, chúng ta sẽ được học về cách phát âm letter J và letter K trong một số từ vựng. Và bây giờ, để khởi động chương trình, chúng ta hãy cùng thầy cô và Billy ôn tập với letter I của buổi học trước nhé. Nào các em ơi, các em hãy nhìn những thể hình sau đây, nghe và nhắc lại theo Billy bác nhé. Look, listen, and repeat with Billy. Hello, Billy Bug. Hi, hi, hi. Let's look, listen, and repeat. Great. Okay. I, ice. I, ice. I, ice. Great, Billy. Good job. I, rice. I, rice. Yeah. I, rice. Okay, what's next? I, hi. I, hi. I, hi. It's easy. I, hi. Very good, Billy. I, nice. I, nice. Good. I, nice. And we've got one more. I, white. I, white. My turn. I, quiet. I, quiet. I, quiet. Good job, Billy. Good job, everyone. Các em ơi, chúng ta đang ở đâu vậy nhỉ? Đúng rồi, chúng ta đang ở trong một quán nước. Vậy thì các em hãy quan sát xem Billy sẽ gọi những món đồ uống gì nhé. Everybody watch and listen. Juice. I want some juice now. Kumquat. Kumquat juice. Or kiwi. Kiwi juice. I like kumquat juice. And I like kiwi juice too. What should I drink? Oh, Billy của chúng ta đang muốn uống nước ép, juice. Nhưng mà bạn đang băn khoăn không biết uống loại đồ uống nào trong hai loại đồ uống vừa rồi. Vậy, thầy Joe ơi, bạn ấy đã nhắc đến hai loại đồ uống nào nhỉ? Kumquat juice or kiwi juice. Yes, help me to choose kumquat juice or kiwi juice. Các em có biết không? Kumquat có nghĩa là quả quất đấy. Và nước ép từ quả quất sẽ được gọi là kumquat juice. Tuy nhiên thì nước ép từ quả kiwi cũng rất là ngon nữa. Đấy là lý do tại sao Billy băn khoăn không biết chọn loại nào. Thầy Joe, what would you like to choose? I like kumquat juice. What about you? I like kiwi juice. What about you, Billy? I like both. I like kumquat juice and I like kiwi juice too. What about you? Kumquat juice or
kiwi juice. Now kids, let's listen again. Kumquat juice. Kiwi juice. Kumquat juice. Kiwi juice. Kumquat juice. Kiwi juice. Well done, Lily. Với những từ vừa làm quen ngày hôm nay, kumquat juice and kiwi juice, các em thấy chúng có những điểm chung nào? Đúng rồi, đó là letter K trong kumquat, kiwi và letter J trong từ juice. Letter K. Sound K. And letter J. Sound J, J, J. Nào các em hãy nhắc lại cho thầy nhé. Let's repeat. Letter K. K. Sound K. 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 Good. Letter J. 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 Excellent. Letter K. 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 Letter J. 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 That's good, right. Billy. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng thực hành âm J và âm K qua một bài chant của chương trình nhé. K, K, K. As in kumquat. J, J, J. As in juice. K, K, K. As in kiwi. Chúng ta vừa được lắng nghe một bài chant rất là hay của chương trình phải không nào? Vậy bây giờ các em hãy quan sát lên màn hình, nhìn các thể từ, lắng nghe thầy cô và nhắc lại nhé. Listen. Juice. Kumquat juice. Kiwi juice. Okay, this time listen to me and repeat. J, j. Juice. J, j, juice. Your turn. Okay, very good. K, k, kumquat. K, k, kumquat. Your turn. Okay, excellent. K, k, kiwi. Kiwi. And you? Okay, well done. Very good, everyone. Good job, everyone. Now, listen and say. Clap your hands with Billy Bug. Are you ready? J, j, juice. Kumquat. Kiwi. One more time. J, j, juice. Kumquat. Kiwi. Wow, that was great. Now,
bây giờ chúng ta sẽ cùng luyện tập viết chữ cái J và chữ cái K các em nhé. Let's trace letter J and letter K. Trace with me. This is big K. Let's trace with me. Big K. This is small K. Trace with me. Small K. This is big K. And this is small K. Nào các em ơi, bây giờ là một thử thách nho nhỏ của chương trình. Các em hãy nhìn xem thầy Joe sẽ viết một chữ cái và các em hãy đọc thật to chữ cái đó là gì nhé. Okay, look. What's this? J. That's right. It's J. 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 Yes. Yeah. Are you ready? What's this? K. K, yes it is. Well done. Did you get it right? Các em có đoán đúng không nào? Và bây giờ các em ơi, chúng ta sẽ tìm ra những từ nào có chứa âm k trong các từ đã được học nhé. Okay, Billy. Let's find some words we know with letter K. Billy, can you tell me some words with k sound? Let's see. Black. Desk. Book. Kumquat. Kiwi. Good job, Billy. What about Teacher Joe? Do you have some more words? I've got one. Key. 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 Oh, key, key, key. Yes. Nào bây giờ các em ơi, chúng ta hãy cùng nhìn lên trên màn hình. Đó là các thẻ từ. Các em hãy lắng nghe thật kỹ thầy cô đọc và nhắc lại nhé. Look. Listen and repeat. Black. Black. Desk. Desk. Book. Book. Kiwi. Kiwi. Kumquat. Kumquat. Key. Key. Now, one more time. Black. Black. Desk. Desk. Book. Book. Kiwi. Kiwi. Kumquat. Kumquat. Key. Key. Yes! Black. Desk. Book. Kiwi. Kumquat. Key. Very good, Billy. Yeah. Now, what about words with letter J? With a J, J, J sound. Thế còn các từ có chứa âm J thì sao nhỉ? Juice. I know only juice. À,
Ok, bạn Billy của chúng ta chỉ biết một từ, đó là từ juice. Vậy thì thầy và các bạn có biết những từ nào cũng chứa âm j nữa không nhỉ? Yes, I have a word. Jump. Jump, jump, jump. Jump, jump, jump. Jump, jump, jump. Let's listen one more time and repeat. J, j, juice. J, j, jump. J, j, juice. J, j, jump. J, j, juice. J, j, jump. Your turn. Very good. Bây giờ các em ơi, chúng ta sẽ luyện tập nghe và nói nhiều hơn với hoạt động sau. Các em hãy nhìn lên màn hình, nghe và chọn đáp án A hoặc B nhé. Listen and choose A or B. Okay, are you ready? Ready! Number one. Kumquat juice. Hey, kumquat juice. Yes, A. Kumquat juice. Yes. Number two. Book. B is a book. Very good, Billy. B, a book. Book. Number three. Kiwi juice. B, kiwi juice. Excellent. Kiwi juice. And the last one, number four. Black. B is black. Yes, B, black. Excellent, Billy. Well done, kids. Vừa rồi các em có chọn đúng giống như Billy không? Bây giờ chúng ta hãy cùng đón xem một clip của hai bạn nhỏ của chương trình luyện tập với phonics J và K với những từ vựng đã được học các em nhé. Hello everyone, I'm Ling. Hi, I'm Ha. Look, this is letter J. Sound J. Look and listen. Juice, J, J, juice. Juice, J, J, juice. And this is letter K. Sounds K. Look and listen. Kumquat, k k kumquat. Your turn. Kumquat, k k kumquat. Kiwi, k k kiwi. Kiwi, k k kiwi. Your turn. Everybody, games time! Yeah, games time! Hey, Teacher Joe, what's the name of the game? Bingo! Let's play bingo! Trên màn hình sẽ xuất hiện một bảng gồm có 9 ô được đánh số từ 1 đến 9. Thầy Joe và bạn Billy sẽ cùng chơi. Thầy Joe và bạn Billy sẽ chọn số và trả lời các câu hỏi tương ứng. Vậy thì các em hãy chú ý, nếu mà thầy Joe trả lời đúng thì ô đó sẽ có màu xanh, is blue. Còn nếu như bạn Billy trả lời đúng thì ô đó sẽ có màu đỏ, is red. Và ai là người có 3 ô liền nhau đầu tiên thì sẽ là người chiến thắng. Các em đã sẵn sàng chưa? Are you ready? I am ready. Number 7. What's this? Kiwi juice. Yes, that's right. Okay, my turn.
number 4. What's this? It's a key. Very good, Teacher Joe. Number 8. What's this, Billy? Kumquat juice. Yeah, kumquat juice. Very good. Okay, my turn. I choose number 9. What's this, Teacher Joe? It's a book. Very good. Teacher Joe is correct. Number 5. And what's this, Billy? Apple juice. Yes, apple juice. I choose number 3. Let's see. What's this? It's an orange. Oh no. So what's this, Billy? Number 3. Orange juice. Yeah, Billy is right. It's orange juice. You're the winner, Billy. Well done. Yeah, vậy là Billy là người chiến thắng rồi. Các em có chọn đúng không nào? Nào các em ơi, để kết lại chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng hát lại bài Chance nhé. Subscribe kênh YouTube VTV7 để đón xem trọn bộ chương trình Tiếng Anh lớp 1 vui nhất.